Hello, xin chào mọi người quay lại với kênh Shop Gia đình Ăn Cơm và Cuộc Sống ở Việt Nam. Ok mọi người ơi, hôm nay em ăn cơm nha mọi người. Em ăn cơm chung với canh chua, em sẽ nấu chung với đậu cá lóc nha mọi người. Đây, ôi, cái đậu này là siêu to luôn nha mọi người. Cái thân thì em để em kho rồi. Đây, hai cái đậu chà bá bự luôn. Nấu canh chua với lục bình nha mọi người. Lục bình với giá với lại kèo nèo. Còn bên đây là cá kho và cũng là cá trê, cá lóc nhỏ 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 mọi người. Kho ăn nhìn thấy hấp dẫn nha mọi người nha. Rồi, ok, trước khi ăn em sẽ uống nước nha. Hôm nay em uống nước chanh nha mọi người. Nay hết nước thần thánh rồi. Tại em ho quá trời, em ho này mấy tháng rồi mọi người. Hoàng cố uống nước riết là không hết. Nay em uống nước chanh nha, cho thông cổ. Quá đã, nhưng mà vẫn ngon nha mọi người, rất là ngon. Ok, bây giờ xin mời mọi người ăn cơm chung với em nha. Xin mời, trước tiên em sẽ làm miếng cay nha. Mày cá tiêu với ớt là nhiều, em không cần phải cắn ớt thêm nhiều người, tiêu đen hết trơn, còn cắt tiêu ngon lắm. Hay là cá hay chất lượng. Cá này thơm, nên mùi rất là chất lượng luôn, thơm, ăn kèm với em. Giá luôn, giá nhiều cho mát nha. Cá chua vừa ăn. Ok ra. Cá kho em phải cái nhỏ nhỏ nè. Thơm không? Đậm đà. Không ngon. Đặc biệt muốn cá kho. Hôm nay kho đậm đà. Rồi cá thì dài luôn. Kho thịt rất mềm. Quá cay. Okay.
Bây giờ chuẩn bị tới xử hai cái đầu cá. Ăn đầu kho xong. Ăn không? Đây. Xử cái đầu cá này trước như một rồi. Siêu to luôn. Chắc là ngồi thật luôn. Cái này ngon lắm. Cái này cái mang. Quá đã. Đổ máy luôn. Thay đầu. Cái đầu siêu béo luôn. Hóa sức ra. Anh sẽ cái đầu thứ hai nha. Cái đầu này hơi to. To hơn cái đầu nãy. Nó móc hơn. Quá đã. Quá đã. Hai cái đầu. Béo ngay ngáy luôn. Quá tuyệt vời. Em chửi xong hai cái đầu lắm luôn. Quá béo.
Mọi người, clip em đến đây là hết nha mọi người. Mọi người thấy mình ngon miệng, mọi người cho em cái like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Trong thời gian qua mọi người đã ủng hộ clip của em. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại.